quý vị, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè nhằm hoàn chỉnh các quy định trong công tác quản lý nhà nước, góp phần lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân khi sử dụng lòng đường vỉa hè. Trên thực tế, điều này cũng một phần đáp ứng được nhu cầu của đa số tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Là người buôn bán nhỏ, có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè, anh Lâm Ngọc Hiếu rất quan tâm đến các thông tin về đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè của thành phố. Anh cho rằng đây là tín hiệu đáng mừng, là cơ sở để những hộ kinh doanh nhỏ danh chính ngôn thuận, chủ động bày biện hàng hóa theo diện tích thuê được, hạn chế tình trạng bị nhắc nhở, xử lý do lỗi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Khách khứa thì cũng khoái ngồi ngoài cho nó mát mẻ, sáng sủa. Bởi vậy tôi có nhu cầu sử dụng lòng đường vỉa hè mà cũng bị nhắc nhở hoài, gì. Có chủ trương mà cho thuê vỉa hè tôi cũng thấy hợp lý, tôi sẵn sàng đóng phí để sử dụng được vỉa hè này. Còn với chị Nguyễn Thị Hoàng Triều, chủ quán cà phê nhỏ tại quận Phú Nhuận, ngoài mong muốn đề án sớm được triển khai, chị cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ về giá thuê vỉa hè ở giai đoạn đầu. Cái chuyện mà thu phí vỉa hè tương ứng với cái giá phí mặt bằng thì nó cơ bản nó cũng hợp lý. Tuy nhiên thì do cũng là giai đoạn đầu áp dụng, người dân chưa có quen và thậm chí cái mục đích khai thác cái vỉa hè thì nó cũng còn nhiều cái nghi ngại. Cho nên là mình cũng hy vọng rằng là ở giai đoạn thử nghiệm thì mình được cái mức giá nó tương đối nó thấp một chút xíu. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của người dân, việc thu phí sử dụng một phần lòng đường vỉa hè cũng tạo nhiều thuận lợi hơn cho chính quyền địa phương trong việc quản lý. Đối với các trường hợp mà đã có được cấp phép sử dụng vỉa hè, nếu mà sử dụng ra khỏi cái phạm vi mà được cấp phép thì cơ quan chức năng xử lý cũng dễ hơn và người dân cũng sẽ ít phản ứng lại. Về thứ hai nữa sẽ đảm bảo được cái sự công bằng giữa các hộ dân mà có nhu cầu nguyện vọng sử dụng vỉa hè. Vì lúc bây giờ khi mà sử dụng vỉa hè bao nhiêu thì sẽ đóng phí bấy nhiêu. Bên cạnh đó, việc quy hoạch, sắp xếp sử dụng vỉa hè sao cho hợp lý, hài hòa lợi ích của mọi đối tượng, đảm bảo mỹ quan đô thị cũng là điều mà người dân kỳ vọng. Chủ trương mà thu phí lòng đường, cái chủ trương rất là tốt của nhà nước, phải không? Nhưng mà nó cũng phải tùy theo cái lề đường. Ví dụ như lề đường rộng rãi thì vấn đề sinh kế thì người dân người ta bán ở trong, nhưng mà ở ngoài vẫn phải có một cái khoản để cho đi lại. Khi mà chúng ta tăng cái thu ngân sách như vậy thì chúng ta sẽ hỗ trợ được cho người dân như thế nào? Ngoài trong cái hoạt động quản lý còn là các cái hoạt động phục vụ cho cái đời sống kinh tế của người dân tại địa phương khi mà họ đang sinh sống, họ đang sử dụng những cái vỉa hè ở đó. Và từ đó chúng ta có thể thúc đẩy được cái đời sống của người dân tốt hơn. Thưa quý vị, rõ ràng là việc thu phí sử dụng một phần lòng đường vỉa hè hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của người dân. Và giờ đây thì pháp luật cũng đã có những quy định rất là cụ thể. Và câu chuyện bây giờ là các cơ quan quản lý, các địa phương phải triển khai thực hiện như thế nào để việc thu phí thật minh bạch, thật hợp lý, hài hòa lợi ích của người dân, của tiểu thương và góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.